Một công nhân cần ít nhất 12 phút và nhiều nhất 23 phút để hoàn thành một công việc. Gọi ít lớn là thời gian người này hoàn thành công việc. Giả sử ít lớn là một biểu ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất thỏa mãn ha. F nhỏ là bằng C chia x mũ 3. Với mọi x thuộc trong đoạn từ 12 đến 23 ha. Giả sử C là hằng số. Câu A xác định C. Câu B tính E của x lớn mũ 3. Câu C ha, tính xác suất để người này hoàn thành công việc trong khoảng thời gian không quá 19 phút ha. Rồi. Vậy thì mình sẽ làm câu A trước đi ha. Rồi, câu A. Vậy thì nếu như không có câu A thì mọi người luôn nhớ ha, bước 1 mình phải luôn luôn tìm C trước ha. Thì thứ nhất đó là biến ngẫu nhiên này, nó là một cái hàm liên tục đúng không? C chia x mũ 3 này, liên tục trên cái đoạn này thì mình có nó là nếu như là liên tục thì mình có cái tính chất đó là tích phân từ cạnh A đến cạnh B của thằng f nhỏ x nó bằng 1. Rồi, vậy thì mọi người thế số vào ha. Vậy thì tích phân từ A nó là bằng 12, B nó là bằng 23 ha, của f nhỏ x. Thì cái f nhỏ x của mình nó là bằng C chia x mũ 3 ha. C chia x mũ 3. Rồi, cái này bằng 1. Rồi, mọi người đưa C ra ngoài ha. Rồi, thì trên tử mình nó bằng 1. Rồi, thì cái lượng tích phân này mình bấm máy được nè. Bấm máy ha. Tích phân từ 12 cho đến 23. 1 chia x mũ 3 ha. Rồi, mình được cái con số này ha. Vậy thì con số C nó chính là bằng 1, mình chia con số này ha. Đây là đáp án của mình ha. Mình lưu vào biến biến A đi ha. Rồi, thì C của mình nó là bằng 395,71 này ha. Rồi, ok, thì đây là câu A. Rồi, câu B. Tính EX mũ 3. Rồi, EX mũ 3. Rồi ha. Thì mình sẽ nhắc lại công thức cho các bạn một xíu ha. Thì nếu như nó là tính ES ha, tính trung bình ha, thì công thức của mình nó là phân từ A đến B của X nhân cho FX ha. Rồi, còn bây giờ chẳng hạn như mình thay cái X lớn này thành một cái khác ha. Ví dụ như là một cái hàm FX lớn đi ha. Thì khi đó cái này của mình nó sẽ là bằng tích phân từ A đến B của cái thằng FX lớn nhân cho f nhỏ, tức là sao này, tức là nếu như mình thế cái x này bằng một cái thằng khác thì ví dụ ở đây nó là bằng x mũ 3 đi ha, vậy thì nó chính là bằng tích phân từ a đến b của cái bên trong này là x mũ 3, vậy thì cái bên ngoài của mình đây sẽ là x nhỏ mũ 3 ha. Tức là hai cái thằng này nó giống nhau ha, mình chỉ việc mình thế từ x lớn thành x nhỏ ha. Rồi, cái này nhân cho fx của mình là bằng C chia x mũ 3 đúng không? À, C ở đây của mình thì là mình đã làm ở câu A rồi ha. Vậy là C chia x mũ 3. Rồi, bây giờ mình thế số vào ha. Phân từ A là bằng 12. B là bằng 23. Cái này x mũ 3 với mũ 3 rút gọn với nhau lại còn lại là C ha. D. Rồi, vậy thì mình sẽ bấm máy cái này ha. Thì nó là tích phân từ 12 đến 23 của cái thằng C, tức là mình lưu vào biến A rồi ha. Mình được đáp án này ha. 4352,91 ha. Đó. Thì cái này thì nó hơi lạ ha. Đó là E của một cái hàm theo ẩn x lớn nào đó thì mình chỉ việc là mình thế cái thằng cái x nhân fx ở đây nè, thế cái x này bởi cái hàm tương ứng ha. Được ha. Rồi, sau đó là mình thế số vào là mình được đáp số ha. Rồi, đó là câu B. Rồi, câu C. Tìm xác suất để người này hoàn thành công việc trong khoảng thời gian không quá 19 phút ha. Rồi, câu C này thì cũng dễ thôi ha. Thì cái xác suất để người đó hoàn thành công việc không quá 19 phút, tức là nó phải bé hơn hoặc bằng 19 phút ha. Rồi, vậy thì nó chính là bằng tích phân từ cạnh dưới là 12 ha. Rồi, cạnh trên của mình bây giờ là 19 ha. Thì nó là bằng tích phân từ 12 đến 19 của thằng f nhỏ x ha.
Rồi, cái này thì các bạn bấm máy cho mình ha. Thì không, mình ghi này thì nhiều hơi khó hiểu ha. Cos của mình ha, mình ghi lại ha. Vậy thì xác suất để người này hoàn thành công việc trong khoảng thời gian không quá 19 phút, đúng không? Tức là nó là P, nó chính là bằng x phân từ 12 đến 19 của thằng em nhỏ x ha. Rồi, này thì mình thế số vào là được ha. X phân từ 12 cho đến 19 em nhỏ là bằng C là A ha, chia x mũ 3. Đây là đáp án của mình ha, 0.8259, xấp xỉ 0.8259. Rồi, ok ha. Thì cái bài này nó chỉ là ở câu B ha. Câu B thì nó kêu mình tính E của x mũ 3, thì nó chính là bằng x mũ 3 nhân cho fx ha, rồi mình lấy tích phân ha. Rồi. Rồi ok ha, vậy thì mình qua câu số 3. Một doanh nghiệp sản xuất xe máy có hiệu suất tiêu thụ là một biến ngẫu nhiên x a, rồi mình ghi nốt lại như này. Rồi, một biến ngẫu nhiên x a với trung bình là, đây là mình đọc tí là một doanh nghiệp sản xuất xe máy có hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu là một biến ngẫu nhiên x a có phân phối chuẩn đây ha. Thì bạn nhớ mình đã phân phối chuẩn là normal ha, là N. Rồi với trung bình là bằng 3.27. Và độ lệch chuẩn rồi ha. Thì cái phân phối chuẩn của mình thì cái công thức của nó là N gồm có mu là trung bình và phương sai ha, sigma bình phương. Vậy thì nó cho đây độ lệch chuẩn. Vậy thì cái phương sai của nó phải là 1.18 bình phương ở đây ha. Ok ha. Rồi tiếp theo, một chiếc xe máy được gọi là đạt chuẩn nếu hiệu suất tiêu thụ của nó bé hơn 4.45. Nghĩa là một cái xe được gọi là đạt chuẩn nếu hiệu suất của nó ít hơn 4.45, là P của x bé hơn 4.45 à. Rồi vậy thì câu A, tìm tỷ lệ dòng xe A đạt chuẩn, tức là tìm cái xác suất P của x bé hơn 4.45 ha. Rồi vậy thì cái này mình áp dụng công thức đổi biến ha. Thì x thì mình đổi qua bên y. Cái 4.45 này thì bạn nhớ công thức cho mình ha. Đó là mình lấy cái 4.45 mình trừ đi mu rồi mình chia cho sigma ha. Đó, ok ha. Vậy tức là cái này nó là 4.45 trừ đi trung bình 3.27 chia cho sigma, ở đây là 1.18 à. Rồi, vậy thì cái này mình bấm máy ra đi ha, cho xem nó ra bao nhiêu. Trừ 3.27 chia 1.18. Ừ, ra 1 luôn nè, đẹp quá ha. Rồi, đây là P của Y bé hơn 1. Rồi, vậy thì để tính được cái giá trị này, bây giờ mình sẽ tra bảng ha. P của y bé hơn 1. Con số 1 cho bảng này đây, 1,0 ha. Đó là bằng 0.8413 ha. Đó, anh thấy chỗ này không? 1 nè, 1,0,0 đây ha. Rồi. 0.8413 ha. Rồi, đó là câu A của mình. Đây nè, 0.8413. Rồi, câu B. Nếu doanh nghiệp này khảo sát 11 dòng xe máy A, tìm xác suất để có 9 chiếc là đạt chuẩn ha. Vậy thì mình đặt cái xác suất đạt chuẩn này là P nhỏ đi ha. Thì P nhỏ của mình nó là bằng 0.8413. Rồi, vậy thì nó kêu là khảo sát 11 chiếc, ít nhất 9 chiếc đạt. Vậy thì mình nghĩ ngay đến việc là mình sử dụng phân phối nhị thức ha. Đúng không? Tại vì nó có hai trạng thái mà, đạt với không đạt. Rồi sau đó nó nói là 9 trên 11 chiếc ha, ít nhất 9 trên 11 chiếc. Đó. Ít nhất 9 trên 11 chiếc đúng không? Đó, thì mình nghĩ ngay việc là mình dùng phân phối nhị thức ha. Ghi ở đây luôn. Vậy thì để xác suất mình gọi x luôn đi ha, dùng chữ x luôn, dùng lại đi ha, không sao đâu ha. Gọi x là số xe đạt chuẩn ha. Thì để có ít nhất 9 chiếc, vậy là px lớn hơn hoặc bằng 9 đúng không? Ít nhất 9 chiếc. Rồi. Thì nó chính là bằng tổng sigma của x nhỏ chạy từ 9 đến 11 đúng không? Có khảo sát 11 xe mà. Rồi, CX 11. Rồi mình nhân cho P mũ X nhân cho 1 trừ P.
mũ 11 chuỗi nè. Đó thì đây là công thức của phân phối nhị thức ha. Mình bấm máy này. Tổng sigma x chạy từ 9 đến 11 của 11 CS. Đây ha, và nhân cho cái P ở đây là 0.8413 mũ x ha. Rồi mình nhân cho 1 trừ cái này đi ha. Mũ 11 chữ x. Rồi, ok ha. Đây là đáp án của mình ha, 0.7519. Rồi, đó là câu B của mình. Rồi, câu C. Doanh nghiệp này cũng khảo sát hiệu suất tiêu thụ. Rồi, nói chung là nó gọi, nó xét thêm một cái biến, đó là biến XB ha. Thì mình ghi ở đây ha. Dạ, để mình đưa câu B qua đây ha. Mình làm việc cho nó dễ. Cái này mình xóa này đi. Đưa lên đây. Ok ha. Rồi, câu số 3. Xét một cái biến XB nữa ha. Rồi, thì biến XB này cũng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 2.57 và độ lệch chuẩn là 0.75 lít ha. Độ lệch chuẩn và cái này là 0.75 bình phương ha. Hơn nữa hiệu suất tiêu thụ của chúng là độc lập với nhau. Vậy với cái dữ kiện độc lập này thì mình có thể mình cộng trừ hai biến ngẫu nhiên ha. Rồi nó gọi y là bằng xb trừ xa trừ xb, gọi y là bằng xa trừ xb. Rồi nó kêu mình tính độ lệch chuẩn của y và xác suất y lớn hơn không. Rồi ok ha, vậy thì mình ghi lại một xíu ở đây ha. Thì biến xb là nó tuân theo phân phối chuẩn ha, đây là 2.57 với 0.75 bình phương. Rồi mình ghi lại biến xa cho mọi người dễ quan sát ha. Rồi xa thì nó là cái này ha. Copy. Rồi đây đây là biến xa của mình ha. Đó. Vậy thì cái biến y là bằng xa trừ xb thì nó cũng tuân theo phân phối chuẩn luôn. Rồi thì bây giờ mình tính hai cái đại lượng của nó ra ha. Mi của y. Mọi người chỉ việc mọi người lấy mi của a, người trừ đi mi của b ha. Rồi mình lấy 3.27 trừ 2.57 đi ha. Rồi cái này thì mọi người trừ đi ra ha. Mình nhận ra được 0.7 đúng không? 0.7. Rồi. Tiếp theo nó là mình tính đúng không? Mình tính cái sigma bình phương của y. Thì mọi người nhớ ha, nó chính là bằng sigma bình phương của a cộng với lại sigma bình phương của b. Là mình lấy hai này đằng sau mình cộng lại với nhau ha. 1.18 bình cộng 0.75 bình phương ha. Đó là mình được con số này. Đó là ở đây luôn ha. 1.9549 thôi. 549 ha. Đó. Ok ha. Nên mình xóa công thức cái này đi. Nó kêu mình tính cái gì? Thứ nhất là tính độ lệch chuẩn của y. Thì mình có cái 1.9549 này. Cái này là phương sai của y ha, tức là sigma bình phương. Nó hỏi mình độ lệch chuẩn, tức là nó hỏi sigma ha. Nó là bằng căn được cái này đi thôi ha. Mình lấy căn được cái số này đi. Rồi ok ha. 1.3981 đúng rồi ha. 1.3981. Rồi, người ta hỏi mình cái gì nữa? P của y lớn hơn không? P của y lớn hơn không? Thì cái y này thì nó tuân theo phân phối chuẩn với trung bình với lại cái độ lệch chuẩn với lại cái phương sai là cái này ha. Thì cái này nó chưa có đưa về cái dạng gọi là dạng chuẩn đúng không, cái dạng mà n01 ha, tức là mình phải đổi biến cho nó luôn ha. Thì mình đổi nó qua biến z và mình sẽ chuyển số 0 này ra ha, lấy 0 trừ đi mu đúng không, mình chia cho sigma ha. Và mình thế số vào 0 trừ đi 0.7 chia cho sigma, tức là mình lấy căn của cái này đi ha. 0.9549. Rồi ok ha. Thì mình bấm cái lượng này ra xem nó ra bao nhiêu ha.
ông trừ đi 0.7, cái này chia cho không căn đi ha, mình lấy căn đi 1.9549 rồi, ok ha. Thôi mình lấy này khoảng trừ 0.5 ha, rồi sắp xỉ đi, p của z lớn hơn trừ 0.5 rồi ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ tra bảng cái con số trừ 0.5 ha, nhưng các bạn chú ý cho mình ha, cái mình đang cần tính đó là t của z lớn hơn trừ 0.5, nhưng mà cái bảng này của mình đâu, xem cái bảng của mình đó, cái bảng của mình thì nó có một số cái nhược điểm. Thứ nhất đó là cái z của nó chỉ lấy z dương thôi, nên là mình sẽ thử kiếm bảng khác ha. Mà bảng này cũng được nè, rồi ha, cái của mình đang có nó là nó kêu tính t của z lớn hơn trừ 0.5, nhưng mà cái hình của mình mấy cái này nè nó là bé hơn nè, đúng không, bé hơn, nên là mình sẽ lấy đố của nó đi ha. Cái này nó là bằng 1 trừ đi t của z bé hơn trừ 0.5, rồi cái t của z bé hơn trừ 0.5 này mình tra bạn được ha, t của z bé hơn trừ 0.5 thì mình tra con số trừ 0.5 ha. Đây thì bạn nhìn thấy không, trừ 0.5 nó là 0, đây mình phóng to này ha, 0.3085, nó là bằng 1 trừ 0.3085, bấm máy ra trừ 3085 đó, ok ha. Thì đây là đáp án của mình, 0.6915. Rồi ok ha. Đó, vậy thì cái câu thứ ba này 69 rồi, nó cũng gần gần đúng ha. Rồi, vậy thì cái câu thứ ba này thì nó không quá khó đâu ha. Mọi người chỉ cần nhớ cho mình hai điều. Thứ nhất đó là cái công thức khi mà mình lấy cái biến y là bằng biến x a chứ x b ha. Cái mu với lại cái phương sai của nó ha. Còn thứ hai đó là khi mọi người thấy nó có cái dấu lớn hơn này, lớn hơn này, mình không tra bảng được, mình lấy một trừ đi ha, sau đó là mình tra bảng được ha. Trong một đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm, các sản phẩm được kiểm tra qua hai giai đoạn, chú ý một vài từ khóa ha. Có hai giai đoạn, giai đoạn 1 người ta gọi nó là x, giai đoạn 2 nó là y ha. Rồi một sản phẩm được gọi là đạt chất lượng nếu điểm của nó là 1, 2 là đạt ha, còn 0 là không đạt. Rồi mình đã cho mình một cái bảng như thế này, câu A xác định C. Rồi thì mình chỉ mọi người cái cách rất là dễ ha, là nếu người cho một cái bảng đầy số như thế này và người ta khuyết một cái thằng nào đó đi, người ta kêu mình tìm cái thằng C này đúng không, thì mọi người chỉ việc mọi người lấy một, mọi người trừ đi tổng của tất cả, ý là tất cả tổng cái này lại bằng một nè, và mọi người chỉ biết là mọi người lấy một, mọi người trừ đi những con số nó có ha, ra C thôi, tại vì tổng tất cả mọi cái phần tử cho bảng này nó phải bằng một ha. Thế là mình lấy một mình trừ đi nè, 0.078 ha. Không thôi, cái này mọi người tự trừ ha. Rồi, khi mọi người trừ đi thì nó ra đáp án này ha, đó là C này là bằng 0.1410 ha. Đó thì đó là câu A. Rồi câu B, chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong số các sản phẩm được kiểm tra, mình xác suất để sản phẩm này đạt ở cả hai giai đoạn, có nghĩa là nó phải đạt ở giai đoạn 1 và nó cũng phải đạt ở giai đoạn 2 ha. Rồi cái xác suất nó đạt được ở giai đoạn 1, tức là ở giai đoạn 1 nó phải được một hoặc là hai điểm, đúng không, tức là 6 lần này. Rồi ở giai đoạn 2 nó cũng đạt luôn, tức là nó cũng phải được một hoặc là hai điểm ha, tức là 6 lần này, thì cái mà nó giao nhau nó chính là 4 lần này ha, bốn thằng này nó giao nhau. Vậy thì để nó đạt được ở hai giai đoạn thì nó phải thuộc trong bốn cái thằng này, tức là mình lấy bốn thằng này mình cộng lại thôi ha, bốn thằng cuối này. Để mình bấm máy cái này ha, 0.273 cộng 0.082 cộng 0.018 cộng 0.141. Đó, ok ha. Thì đây là đáp án của mình ha, ra 0.514 ha. Rồi, là câu B. Câu B thì có nghĩa là nó phải thuộc trong cái phần màu vàng này ha, thì nó mới đạt được ở cả hai giai đoạn. Rồi câu C,
Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong các sản phẩm được kiểm tra. Đánh xác suất để sản phẩm này đạt ở giai đoạn 2 nếu biết rằng nó không đạt ở giai đoạn 1. Tức là đề bài kêu mình tính cái gì? Tính xác suất để nó đạt ở giai đoạn 2. Biết rằng nó không đạt ở giai đoạn 1 ha. Rồi, cái này cũng không quá khó ha. Thì mình áp dụng công thức của xác suất có điều kiện ha. Nghĩa là P của hai cái này và với nhau. Nghĩa là không đạt 1 và đạt 2. Rồi mình chia cho cái xác suất không đạt 1 ha. Rồi, vậy thì mình sẽ quan sát cái bảng. Và mình xóa thành màu vàng đi ha. Rồi, xác suất để nó không đạt 1 là ở giai đoạn 1. Đúng không? Nghĩa là giai đoạn 1 nó là cái x nè. Nó không đạt, có nghĩa là nó ở cột 0 này, đúng không? Vậy thì mình chỉ việc mình cộng 3 thằng ở cột 0 này lại trước ha. 0.078 cộng 0.056 cộng 0.034. Đây, thì đây là xác suất nó không đạt ở giai đoạn 1 ha. Nó là bằng 0.168 đúng không? 0.168. Đó là cái mẫu của mình. Rồi còn cái tử nó là cái gì đây? Không đạt ở giai đoạn 1, nó vào cái cột màu vàng này và đạt giai đoạn 2, tức là nó là cái phần màu xanh này đúng không? Vậy thì hai cái phần này nó giao nhau thì nó tạo ra cái phần màu xanh lá này ha. Đó, tức là cái phần mình tô đỏ đây. Đúng không? Thì nó chính là cái tử của mình ha. Mình lấy hai cái đó mình cộng lại là được. Mình xóa thằng đầu đi thôi. Đúng không? Đó là được 0,009 đúng không? À 0,09. Rồi vậy thì mình bấm máy thôi. 0,09 chia cho 0.168 à. Đây là đáp án của mình ha. 0.5357. Ok ha. Câu C. Rồi, câu D. Tính ESI. Bạn nhớ cho mình ha. ESI, công thức của nó là gì? Là bằng tổng sigma của cái này gọi là gì đây ta, của x nhân cho y nhân cho f x y. Cái này có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn sẽ lấy thằng x nhân cho thằng y rồi nhân cho cái xác suất của nó, và bạn cộng với lại thằng x nhân thằng y rồi nhân cho xác suất của nó, và bạn lấy thằng này nhân thằng này rồi cứ cộng lại ha. Cứ nhân x nhân y nhân cho xác suất của nó, và mình cứ cộng lại tất cả phần tử trong cái bảng này là ok ha. Ở đây mình có cái mẹo đó là gì? Đó là bạn thấy cái này không? X nhân cho y nhân cho f đi. Vậy thì cái cột hay cái hàng nào mà nó có một có cái thằng số 0 này thì mình không cần phải tính. Vì sao? Tại vì đằng nào nó cũng bằng 0 hết rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chẳng hạn như ha, mình xét trên cái hàng này đi. Thì nếu như bạn lấy 0 nhân 0 nhân cho 0,078 này cộng với lại 0 nhân 1 nhân cho cái này cộng với lại 0 nhân 2 nhân cái này thì đâu cần phải cộng làm gì đâu, thì vì nó bằng 0 hết mà, đúng không? Ok ha. Thì mình có thể mình bỏ qua cái hàng đầu này, mình bỏ qua cái cột đầu này, đúng không? Vậy thì mình còn lại bốn thằng đằng sau thôi. Đúng không? Bốn thằng đằng sau. Thì bốn thằng đằng sau này nó là bằng cái gì? Mình lấy 1 nhân 1 nhân cái thằng xác suất này cộng với lại 2 nhân 1 nhân xác suất này cộng 1 nhân 2 nhân cái này cộng 2 nhân 2 nhân cái này là được ha. Và vậy thì mình bấm máy. 1 nhân 1 là 1 nè, rồi lấy nhân cho 0.273 cộng 2 nhân 1 nhân thằng này là 2 nhân cho 0.082 cộng 1 nhân 2 là nhân cho cái thằng 0.018 cộng 2 nhân 2 nhân cho 0.141. Rồi ok ha. Đây đáp án của mình 1.037 ha. À, đúng rồi ha. Mình đến với lại câu số 5. Trong một trò chơi, người ta ném ngẫu nhiên một viên sỏi vào khu vực như hình vẽ ha. Gồm có một hình tròn, một hình vuông. Rồi. Thì hình vuông này là có hình tròn có bán kính là 30. Cái đoạn này là 30 ha. Vậy thì đường kính của nó là 60. Rồi hình vuông này là cạnh là 60 rồi ok ha. Rồi.
Tùy theo vị trí viên sỏi mà người chơi nhận được số điểm là 2, 4, 5. S1 là 2 điểm, S2 là 4 điểm, S3 là 5 điểm. Rồi, câu A, tính xác suất để viên sỏi rơi vào hình vuông. Người ta nói rằng cái viên sỏi của mình rơi vào trong cái khu vực hình vẽ này, nguyên cái hình lớn này, thì xác suất để nó rơi vào hình vuông. Vậy thì xác suất nó rơi vào hình vuông chính là bằng diện tích của hình vuông. Đúng không? Rồi mình chia cho diện tích của toàn bộ ha. Rồi diện tích của hình vuông, mình có cạnh hình vuông là 60. Diện tích hình vuông là 60 bình phương. Còn diện tích của toàn bộ hình này đó chính là bằng hình vuông cộng với lại nửa hình tròn 1 phần 2 nhân cho pi r bình, r là bằng 30 ha. Rồi cái này thì mọi người bấm máy đi ha. Đây là 60 bình phương chia cho 60 bình cộng 900 đúng không, nhân cho pi chia cho 2. Rồi ok ha. Thì mình được con số là 0.7180. Là câu A. Câu B, tính kỳ vọng mà số điểm người chơi đạt được. Thì mọi người nhớ cho mình ha, kỳ vọng nó là cái trung bình của mình, thì nó chính là bằng tổng sigma của x nhân cho fx. Rồi thì cái x nó là cái điểm người ta đạt được, còn cái fx nó là xác suất rơi vào vùng đó. Vậy thì mình có 3 vùng ha. Vùng thứ nhất là cái vùng 1, 2 điểm, là sẽ là bằng 2 nhân cho cái xác suất rơi vào cái vùng S1. Thì xác suất rơi là vào vùng S1 nó chính là bằng diện tích của cái phần S1 chia cho toàn bộ. Rồi, tiếp theo là vùng S2, 4 điểm, nhân cho xác suất rơi vào vùng S2, đó là diện tích của phần S2 chia cho toàn bộ. Rồi, tương tự, cái phần S3 thì nó chính là lấy điểm của nó nhân cho diện tích rơi vào phần S3 chia cho toàn bộ ha. Rồi cái diện tích toàn bộ này thì nó chính là, mình ghi lại đây ha, diện tích toàn bộ của mình chính là bằng 60 bình phương cộng với lại 1 phần 2 nhân cho pi nhân cho 30 bình ha. Là diện tích toàn bộ của mình. Còn cái diện tích của S1 nó là 1 phần 2 hình tròn ha. Thì nó chính là bằng pi r bình chia 2 nè. S2 cũng vậy luôn ha. Còn S3 nó là cái phần bên trong hình chữ nhật nhưng mà nó nằm bên ngoài đường tròn, đó là cái phần này nè, phần bình tô màu xanh dương này ha. Thì mình chỉ việc là mình lấy diện tích của hình vuông S3 này ha, lấy diện tích hình vuông 60 bình trừ đi phần 2 hình tròn là ra hả. Rồi vậy thì cái này mình bấm vào máy tính luôn ha. 2 nhân cho diện tích của S1 nó là bằng pi r bình chia 2 ha, 900 pi chia 2. Cái mẫu của mình 60 bình cộng với lại 900 này, 450 pi luôn nào, mình bấm cho nhanh luôn nào. Rồi cái vùng S2 chia toàn bộ này cũng giống này như thế này luôn. Vậy là mình lấy 4 mình thành đây là 6 đi ha. Mình lấy 4 cộng với lại 2 là 6 nè. Cộng cho 5 nhân cho S3 đó là 60 bình trừ 450 pi chia cho toàn bộ ha, là 60 bình cộng với lại 450 pi. Rồi ok ha, thì đây là đáp án của mình 3.8721 ha. 3.8721. Ok ha.